Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ hai. Phân thân hội hợp. Khi bấy giờ có các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở những nơi có địa ngục, trong trăm nghìn ức vô lượng A Tăng Kỳ thế giới không thể nghĩ ngợi, không thể lượng nói xiết, đều lại hội hợp cả ở cung trời Đao Lợi. Nhờ có sức thần của Đức Như Lai, các phần thân ấy cùng với các vị đã được giải thoát tùy theo các phương diện ở đường nghiệp báo ra. Kể có đến hàng nghìn Na Do Tha cùng cầm hương hoa lại cúng dường Phật. Những bọn cùng lại ấy đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa không bao giờ còn thoái chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Những bọn ấy đã từ bao nhiêu kiếp tới nay trôi dạt trong bể sinh tử, chịu khổ trong sáu ngã luân hồi, không được ngơi nghỉ phút nào. Nhờ lòng từ bi rộng lớn cùng bản nguyện sâu dày của Bồ Tát Địa Tạng nên đều được chứng quả. Khi đến cung trời Đao Lợi, ai nấy lòng vui hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, không hề chán mắt. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, làm phép xoa đầu trăm nghìn vạn ức hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, không thể nghĩ ngợi, không thể lượng nói xiết, mà bảo rằng: Ta ở cõi đời ngũ trược xấu xa, giáo hóa những chúng sinh ương ngạnh như thế, khiến cho lòng đều phục, bỏ tà theo chính. Mười phần chỉ còn độ một hai phần còn giữ thói ác. Ta cũng phân thân ra làm hàng trăm nghìn vạn ức hóa thân, mở rộng đường phương tiện. Hoặc có kẻ lợi căn nghe liền tin theo, hoặc có thiện quả chăm khuyên bảo cũng thành tựu, hoặc có kẻ ngu độn dạy dỗ lâu rồi mới tin theo, hoặc có kẻ nặng nghiệp chẳng sinh lòng kính ngưỡng. Những bọn chúng sinh ấy thấy đều khác nhau, ta đều phân thân độ cho giải thoát. Hoặc hiện ra thân đàn ông, hoặc hiện ra thân đàn bà, hoặc hiện ra các thân thiên, long, quỷ, thần, hoặc hiện ra núi, rừng, nguồn, suối, sông cái, sông con, ao, giếng, vân vân, để lợi ích cho người, đều được độ giải thoát. Hoặc hiện các thân như Thiên Đế Phạm Vương, Chuyển Luân Vương, Cư Sĩ Quốc Vương, Tể Phụ, Quan Lại, Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cho đến các thân Thanh Văn, La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát mà giáo hóa tế độ chúng sinh. Chẳng phải chỉ hiện có một thân Phật này ở trước mặt các ông mà thôi đâu. Các ông hãy quán rõ, ta từ bao nhiêu kiếp cần khổ độ thoát những chúng sinh khổ não, ương ngạnh, khó dạy như thế. Nếu còn có kẻ chưa điều phục được, gieo nghiệp báo ứng khi sa vào ngã ác phải chịu cực khổ. Các ông nên tưởng nhớ đến lời ta ân cần phó chúc ở trên cung trời Đao Lợi, khiến cho các chúng sinh ở cõi Sa Bà, đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời, đều được giải thoát hẳn những nỗi khổ và được Phật thụ ký cho. Bây giờ các hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới đều hợp thành một hình, rớt nước mắt tỏ lòng thương mến mà bạch Phật rằng: Con từ bao nhiêu kiếp tới nay nhờ ơn Phật tiếp dẫn, khiến cho con được thần lực không thể nghĩ ngợi, trí tuệ lớn đầy đủ, nên con phân thân khắp các thế giới, nhiều như số cát trăm nghìn vạn ức sông Hằng. Mỗi một thế giới hóa trăm nghìn vạn ức thân, mỗi một thân độ trăm nghìn vạn người, khiến cho đều quy kính Tam Bảo, lìa hẳn sinh tử, chứng vui niết bàn. Dù ai chỉ làm được việc thiện nhỏ như sợi tóc, giọt nước, hạt cát, mấy bụi, hoặc nhỏ hơn nữa, con cũng dần dần tế độ cho giải thoát, được hưởng lợi lớn. Bồ Tát Địa Tạng lại bạch Phật ba lần rằng: Kính xin Đức Thế Tôn đừng bận tâm đến các chúng sinh ác nghiệp về đời sau này. Khi bấy giờ, Phật bèn khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Hay thay, hay lắm thay, ta mừng thêm cho ông. Ông làm xong được cái nguyện lớn, từ bao nhiêu kiếp tới nay độ hết chúng sinh, tức chứng đạo Bồ Đề vậy. Ha ha ha,